Chào các bạn, hôm nay Kiden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Cảnh sát Los Angeles đã bắn chết người đàn ông mặc áo chống đạn, tông xe vào cảnh sát và bất tuân lệnh. Hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 4 thì các nhân viên cảnh sát ở Los Angeles, viết tắt là LAPD, đã nổ súng và bắn chết một người đàn ông sau khi người này mặc áo chống đạn, lái xe, tông vào xe tuần tra và có dấu hiệu chống đối cảnh sát. Theo thanh tra Megan Aguilar của LAPD, cho biết rằng một người đàn ông đã dừng đột ngột phương tiện trên đại lộ Sunset ở Hollywood, Los Angeles, tiểu bang California và sau đó lùi vào xe cảnh sát. Sau đó thì nghi phạm bước ra khỏi xe và giấu tay phải sau lưng. Các nhân viên cảnh sát cũng đã rời xe của họ. Cô nói với các phóng viên, các cảnh sát ra lệnh cho anh ta mà anh ta không tuân theo và anh ta bắt đầu đếm ngược, nói 3, 2, 1 khi anh ta bắt đầu kéo tay mình từ lưng ra phía trước. Khi cảnh sát ra lệnh cho nghi phạm thì người đàn ông này không tuân theo và bắt đầu kéo tay từ phía sau lưng ra với ý định đáng ngờ. Ngay lập tức thì các nhân viên cảnh sát buộc phải nổ súng để khống chế nghi phạm. Nghi phạm được cho là đã chết tại hiện trường và cảnh sát cũng đã tạm thời phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. Tất cả thông tin, hình ảnh về vụ nổ súng cũng đã được camera gắn trên người cảnh sát ghi lại. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một cô gái gốc Á đã bị người đàn ông vô cớ tạt axit vào mặt. Vào khoảng 20 giờ tối ngày 17 tháng 3 thì Nafia Ikrem đang trên đường về nhà ở Long Island sau ca làm việc kéo dài 10 giờ tại cửa hàng CVS, bởi vì cô gái 21 tuổi này là một kỹ thuật viên dược phẩm ở đây. Thì Ikrem đỗ xe bên ngoài nhà của mình, mẹ của cô là người ngồi ở ghế sau thì vội vàng vào nhà vì cần dùng nhà vệ sinh, cho nên Ikrem nán lại một chút để lấy đồ ăn từ phía sau xe. Thì có một người đàn ông mặc áo trùm đầu lao ra từ bóng tối và chạy về phía Ikrem và ném một ly axit lớn vào mặt cô rồi bỏ chạy. Axit đã phá hủy một bên kính áp tròng của Ikrem và lan vào mắt của cô. Hóa chất rất nguy hiểm này chảy xuống cổ họng khi cô hét lên, thiêu đốt phổi của cô gái bất hạnh. Gia đình Ikrem cho rằng cô lẽ ra không thể sống sót nếu mà không nhờ người mẹ, thì vốn là một học viên y tá, đã nhanh tay đưa con gái của mình vào phòng tắm và xối nước lên người cô. Hơn một tháng trôi qua thì sau nhiều tuần nằm viện, Ikrem vẫn đang chịu đựng những vết thương bỏng rát và ăn uống rất khó khăn. Các bác sĩ cảnh báo rằng thị lực của cô có thể là bị tổn hại vĩnh viễn sau cuộc tấn công vào ngày 17 tháng 3. Tới nay thì chưa có lệnh bắt nào được đưa ra cả. Gia đình của Ikrem sống trong sợ hãi. Họ tự hỏi là ai đã tấn công cô, một sinh viên đại học Hofstra. Đó dường như là một vụ tấn công có chủ đích. Tôi đã may mắn sống sót, Ikrem nói trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hôm 22 tháng 4. Tôi nghĩ rằng tất cả sẽ chỉ sáng tỏ khi người đã làm điều này hoặc những người đứng sau vụ tấn công bị bắt giữ. Nhưng hiện tại thì tôi đang cố gắng để vững vàng. Ông Sheikh Ikrem là cha của cô cho biết ông tin rằng giới chức cần huy động thêm nguồn lực để điều tra vụ việc. Chúng tôi không thể bớt lo lắng, chúng tôi thậm chí không dám ngồi bên ngoài. Cả nhà thực sự hoang mang, ông Shaker Ikrem chia sẻ. Ủy viên Patrick Reeder của Sở Cảnh sát quận Nassau đã gọi vụ tấn công xảy ra tại ngôi nhà ở Elmont, New York là một tội ác ghê sợ. Một phần của vụ tấn công đã được ghi lại trên video giám sát và cảnh sát đang treo thưởng $10,000 cho ai cung cấp thông tin có thể giúp bắt giữ nghi phạm tấn công hoặc bất kỳ ai khác có liên quan. Tuy nhiên, hồi đáp và những câu hỏi về cuộc điều tra, phía cảnh sát chưa cung cấp thêm thông tin nào ngoài tuyên bố là cách đây một tuần, mô tả nghi phạm đeo găng tay và mặc áo len đen. Cuộc tấn công tàn nhẫn và dường như vô cớ nhằm vào Ikrem là một cô gái gốc Pakistan sinh ra ở Bronx, xảy ra trong bối cảnh những người Mỹ gốc Á gần đây liên tục trở thành nạn nhân của những vụ tấn công vì thù ghét ở New York và trên toàn nước Mỹ. Một vụ xả súng hàng loạt vào tháng trước ở khu vực Atlanta đã giết chết 8 nạn nhân, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra vào tháng này ở Indianapolis với 4 trong số 8 nạn nhân là người theo đạo Sikh, tiếp tục làm dấy lên nỗi sợ hãi rộng khắp về hậu quả chết chóc của tội ác
có liên quan tới sự bài ngoại. Bộ phận ở New York của Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo đang kêu gọi giới chức điều tra vụ tấn công Israel theo hướng tội ác thù ghét. Tuy nhiên thì một người phát ngôn cảnh sát nói rằng chỉ khi mà bắt được nghi phạm thì giới chức trách mới đưa ra quyết định về việc có điều tra vụ việc theo hướng tội ác thù ghét hay không. Tấn công bằng axit là một hành động vô cùng tàn độc. Các vụ tấn công kiểu này từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt là phổ biến ở một số quốc gia bao gồm Pakistan, Ấn Độ, Anh và Uganda. Theo tổ chức Acid Survivors Trust International có trụ sở tại London, nhóm nạn nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất là phụ nữ và axit hóa chất có thể khiến một người bị tàn tật suốt đời, thường được xem là một vũ khí ưa dùng của những người đàn ông thù hận đòi trừng phạt những người phụ nữ bị họ cáo buộc là không trung thủy hoặc không vâng lời. Vụ tấn công nhằm vào Israel bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn sau khi người dẫn chương trình truyền hình, đồng thời là một nhà văn Padma Lakshmi, đăng tải câu chuyện lên trang Instagram trong tuần này. Lakshmi đã kêu gọi mọi người quyên góp để giúp trả viện phí cho Israel, cũng như tìm kiếm thông tin giúp cảnh sát tìm ra nghi phạm vụ tấn công. Ông Sheikh Ikram là cha của Ikram, vốn là người lái xe của cô Lakshmi. Đây thực sự là một ác mộng đối với bất cứ bậc cha mẹ nào khi mà bi kịch như vậy xảy ra với con của mình, với cô con gái trẻ tuổi và đầy hứa hẹn với cả cuộc đời phía trước. Lakshmi viết trong bài đăng tải trên Instagram: "Tôi không hiểu ai trên thế giới này lại có thể ra tay như vậy. Tôi cũng không biết họ có thể lấy axit ở đâu. Những suy nghĩ về nạn nhân không ngừng xuất hiện trong đầu tôi", Lakshmi nhấn mạnh. Theo New York Times, thì Ikram cho biết sức khỏe của cô đã bắt đầu cải thiện trong vài tuần gần đây. Cô đã có thể ăn một số thức ăn mềm, nhưng việc nuốt thức ăn vẫn rất khó khăn. Các bác sĩ hy vọng da của Ikram sẽ lành lại, nhưng thị lực của cô được cho là không còn khả năng hồi phục. Ngoài ra, cô gái trẻ cũng bị chấn thương tâm lý. Ikram sợ hãi, không dám đi đâu một mình, cha của cô cho biết. Cũng theo lời người cha, thì một người hàng xóm đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đậu gần nhà, có thể có 3 người bên trong. Trước khi xảy ra vụ tấn công, vợ của người hàng xóm này nói rằng chiếc xe đậu ở đó từ trước vào buổi tối xảy ra sự việc, nhưng cô không chú ý nhiều tới nó. Ông Sheikh Ikram cho biết ông không biết vì sao cảnh sát không xác định được người liên quan tới chiếc xe hay tìm thêm thông tin về nơi những kẻ tấn công đã bỏ trốn dựa vào những hình ảnh giám sát hiện trường hay camera giám sát giao thông. Tôi đã gặp ác mộng không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Vợ của tôi thì cũng không thể đi làm vì phải chăm sóc cho con gái. Ông Sheikh Ikram cho biết hiện Ikram không thể tiếp tục chương trình học ở trường Hofstra. Cô cho biết muốn trở thành bác sĩ nhi khoa. Giờ đây thì tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa. Làm việc gì tôi cũng nghĩ tới vụ tấn công đó. Tôi đang cố gắng không quá buồn thảm hay tiếc nuối nữa mà nhìn vào những điều tích cực, dù cho lúc này cũng không có nhiều điều như vậy, Ikram nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hình ảnh đầu tiên của tàu ngầm Indonesia đã vỡ làm 3 phần dưới đáy biển. Tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 4, thì giới chức hải quân Indonesia đã công bố video cho thấy hình ảnh được cho là của xác tàu ngầm KRI Nanggala 402 dưới đáy biển Bali. Những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm xấu số cho thấy một phần xác tàu được tìm thấy ngày 25 tháng 4. Tư lệnh quân đội Indonesia là Hadi Jajanto cho biết tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã bị vỡ thành 3 mảnh lớn, toàn bộ 53 người trên tàu đã thiệt mạng. Tàu KRI Nanggala bị tách thành 3 phần, thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính đều bị tách rời. Phần chính bị nứt vỡ, Tham mưu trưởng Hải quân Judo Magono xác nhận với báo giới. Cũng tại cuộc họp báo, thì Hải quân Indonesia cũng công bố một bộ đồ thoát hiểm tàu ngầm được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm trong ngày. Tham mưu trưởng Hải quân Judo Magono nói rằng bộ đồ này thường được cất trong hộp khẩn cấp của tàu ngầm. Ông cho rằng ai đó có thể đã lấy nó ra khỏi hộp nhưng chưa kịp mặc vào. Ông Judo nói thêm rằng thông tin tàu vỡ thành nhiều mảnh được đưa ra dựa trên dữ liệu thu được từ tàu thăm dò hải dương KRI Rigel.
Con tàu phát hiện dấu hiệu ở vùng đáy biển sâu 800 mét lúc 1 giờ ngày 25 tháng 4 ở khu vực tàu ngầm KRI Nangala chìm. Tham mưu trưởng Hải quân cho biết vụ tai nạn xảy ra không phải do lỗi của thủy thủ đoàn. Tổng thống Joko Widodo ngày 25 tháng 4 nói rằng ông được Hải quân Indonesia thông báo rằng tàu ngầm đã chìm ở biển Bali. Nhà lãnh đạo đã gửi lời chia buồn tới gia đình của 53 thủy thủ. Tất cả người dân Indonesia chúng tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là đối với gia đình của thủy thủ đoàn tàu ngầm, nhà lãnh đạo Indonesia nói. Tàu ngầm KRI Nangala 402 đã mất liên lạc không lâu sau khi lặn xuống mặt nước trong cuộc diễn tập bắn ngư lôi sáng ngày 21 tháng 4. Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết tàu ngầm Nangala 402 có lượng choán nước là 1.395 tấn, được chế tạo tại nước Đức năm 1977, gia nhập hạm đội tàu ngầm Indonesia từ năm 1981. Con tàu đã trải qua đợt đại tu kéo dài 2 năm ở Hàn Quốc trước khi trở lại hoạt động vào năm 2012. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.